Xin chào lại gia đình, xin chào cả nhà nha. Em Quá Nguyễn Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Hôm nay em có một cái đồng hồ nàng tiên cá hay gì đó, cái công chúa gì không biết. Ngoại hình thì còn tương đối đẹp ha, có chày xước chút đỉnh ha, máy móc thì nguyên zin, không bể không mẻ nha. Đây là hướng 6 giờ ha, và đây là hướng 3 giờ, đây hướng 12 giờ, hướng 9 giờ rồi ha. Bên hông là không có bể ha, đây bên số đít cũng không bể luôn ha. Bạn này là đặc biệt là kim trôi nha. Kim trôi là sao, tức là nó trôi, nó không có nắc đó, nó chạy là một khách thấy không đó, nó chạy liên tục chứ không phải nhích ha. Con này thì thường nó hay mắc hơn con kim cơ một chút. Hiện giờ là 3 giờ 50 ha, chạy bao ok, không thì thầm luôn, bao thì thầm luôn, không chạy nghe tích tắc hết. Xây con này là 35 ha, 35 máy móc là bao nguyên zin ha. Em chỉ lau chùi vệ sinh bán thôi, mấy con hư thì máy móc em lựa em bán rẻ ha, hư đó không chạy đâu bán rẻ, còn mấy con nào xài được thì em bán giá xài được. Rồi quý khách có chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.